Xin chào mọi người nha. Hôm nay bên Vương Motor sẽ giới thiệu dòng xe mẫu Sport cho mọi người cùng xem. Xe này là Bentley TNT 170 năm 150 chứ xin lỗi nha. 100 xe này 150 TNT của hãng Bentley nha. Xe này đời 2017, xe còn rất mới rất đẹp nha mọi người. Đây, thân đi trước đây. Lốc máy rất là sáng, rất là đẹp, rất là mới. TNT này. TNT. Mình lên đây, mình mới. Xe này giá của nó là 24 triệu. Chiếc màu xanh là của hãng Suzuki nha. Suzuki Suen đó. FE, xe này dòng FE phun xăng điện tử nên chạy rất là lợi xăng luôn. Xe này đời 2013 chính chủ luôn. Xe này mới đi 8.000 km thôi. Suen FE 150. Xe này chạy rất là lợi xăng luôn. Xe này giá của nó là 34 triệu nha. Chính chủ, xe chính chủ luôn nha. Mới chạy 8.000 cây luôn mấy thôi. Chiếc màu cam là Rebel CBR 125. Xe này máy nữa rất là uy lực luôn đó nha. Chạy rất là mạnh, rất là vọt luôn. Hai thắng đĩa trước luôn. Phanh rất là an toàn luôn. Máy nổ rất là hầm hố luôn nha. Xe này máy nổ rất là hầm hố luôn nha. Xe này giá của nó là 23 triệu nha. Nói chung là xe bên mình là chỉ việc mua về là sử dụng thôi nha. Rửa xăng là chạy thôi, không phải làm gì bất cứ thứ gì hết. Bô này nổ máy rất là ấm luôn. Có thắng đĩa sau nữa nè. Hai thắng đĩa trước, một thắng đĩa sau. Giá nó là 23 triệu nha mọi người. Rất đẹp lắm đó. Suen mới đi 8.000 km thôi nha mọi người. Rất là đẹp, rất mới luôn. Bentley Suen 34 triệu, Bentley 24 triệu. CBR 23 triệu. Mọi người xem nhớ đăng ký kênh của mình để xem nhiều xe mới hơn nha. Giá này sẽ fix cho ai nhanh lẹ thiện chí. Ai có nhu cầu xin liên hệ số điện thoại 0906 859 709 hoặc là tới hẻm 143 đường Phan Anh. Tới đó alo mình đón nhà coi nha. Mọi người nhớ bấm vô chữ đăng ký ở dưới bên dưới cái tin nha. Đăng ký kênh để xem nhiều xe mới. Mình chuẩn bị về chiếc xe Moto Rebel á 150 rồi một chiếc Yamaha có mẫu rất là đẹp luôn. Mọi người nhớ đón xem nha. Xin chào mọi người nha.